Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 16 tháng 1 trên đài truyền hình kết thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 1 tới đây, tức ngày 23 tháng Chạp, các chợ hoa Tết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt khai trương để phục vụ người dân và du khách đến mua sắm, tham quan và vui chơi. Tết đình Dậu năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 114 chợ hoa Tết các cấp được tổ chức. Ba chợ hoa Tết cấp thành phố vẫn như mọi năm được tổ chức tại công viên 23 tháng 9, công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám, Thời gian tổ chức các trại hoa Tết diễn ra đồng loạt từ ngày 20 tháng 1 đến 12 giờ ngày 27 tháng 1, tức là từ ngày 23 tháng Chạp đến 12 giờ trưa ngày 30 Tết. Xin được tiếp tục với tình hình thời tiết. Mưa giải rác sẽ còn xuất hiện tại các tỉnh ở phía Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn có mưa nhỏ trong ngày hôm nay, sau đó thì mưa giảm dần. Tuy nhiên thì quý vị vẫn nên mang theo ô hoặc là áo che mưa khi lưu thông. Vào ban ngày thì trời ít mưa và có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở vào mức nhiệt 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và 30 đến 33 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động thông thương mua bán tại chợ Hoa Tết cũng như là các hoạt động sửa sang nhà cửa của người dân. Trở ra với miền Bắc, trong trưa chiều nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trời nhiều mây âm u, trời vẫn ở ngưỡng rét với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 17 đến 20 độ. Sang ngày mai thì thời tiết cũng không biến đổi quá nhiều với biên độ nhiệt dao động trong ngày phổ biến là từ 15 đến 20 độ. Sau đó từ ngày 18 ngày 19 không khí lạnh dần suy yếu thì nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng dần, trời ấm áp hơn vào ban ngày với những khoảng thời gian có nắng vào lúc trưa chiều. Nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở vào mức 20 đến 23 độ trong ngày 18 và tiếp tục tăng tuyến tính từ 1 đến 2 độ trong ngày 19. Riêng một số địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, nhiệt độ còn lên đến 24 độ, cảm giác ấm áp rõ rệt hơn. Với các tỉnh ở khu vực Trung Bộ, trong chiều tối nay do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu của vùng áp thấp nên các tỉnh ở từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thì tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Sau đó sang đến ngày mai khi mà hình thế gây mưa suy yếu dần thì mưa tại khu vực sẽ giảm dần về lượng, chỉ còn tập trung vào thời điểm đêm và sáng. Sang đến ngày 18 và ngày 19 thì mưa sẽ giảm hơn về diện, chỉ còn tập trung tại các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ. Với lượng mưa không nhiều và thời gian mưa thì tập trung về đêm và sáng, nhiệt độ thì cũng có xu hướng tăng dần với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở vào mức 23 đến 26 độ và ở vào khoảng 26 đến 30 độ cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây về đêm và sáng, phổ biến ít mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, nên nhiệt độ lúc ban trưa tăng dần vào ngày mai cao nhất ở vào mức nhiệt 18 đến 21 độ, sau đó thì còn tăng thêm khoảng 2 độ. Một vài nơi thuộc khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ còn lên đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới trời phổ biến đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng, trời rét, vùng núi thì có nơi có rét đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng 16 đến 19 độ, sau đó thì sẽ tăng thêm từ 3 đến 4 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rải rác tập trung tại phía nam khu vực, phía bắc trời rét khi mà nền nhiệt chỉ ở vào ngưỡng 19 đến 22 độ, sau đó mỗi ngày nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 2 độ. Trong khi đó thì phần phía nam nền nhiệt xung quanh ngưỡng nhiệt 22 đến 26 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, phía Bắc trời nhiều mây có mưa rải rác, phía Nam có mây thay đổi, mưa xảy ra vài nơi, nên nhiệt cao nhất lúc ban ngày ở vào dưới ngưỡng nhiệt 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, 3 ngày tới mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nên nhiệt cao nhất lúc ban trưa ở vào ngưỡng 26 đến 28 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sau đó sang đến ngày 18 và ngày 19 mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng nên nhiệt cao nhất ban ngày ở vào ngưỡng nhiệt 30 đến 32 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ba ngày tới trời phổ biến đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất thì sẽ dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ, sau đó thì nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 3 đến 4 độ. Đến với những thông tin thời tiết trên biển Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển sẽ cao từ 2 đến 2,5 m biển động. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi mà ra khơi trong điều kiện này. Còn ở tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vẫn tiếp tục có mưa rào và rông trong 3 ngày tới, làm cho tầm tiền xa giảm thấp, tàu thuyền cần phải lưu ý khi mà lưu thông. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.